gió biển nhiều quá các bạn ơi, tóc mình chịu không chịu ở nếp luôn rồi. Xin chào các bạn, Minh Tâm và Hồng My đang ở nghỉ dưỡng tại một khu resort 5 sao cao cấp ở Đà Nẵng là khu Nam An Vị Kiếp. Ở đây rất là đẹp các bạn, phải nói là đúng view nghỉ dưỡng của đó Minh Tâm. Đây là cái nơi em thích mà. À, cũng rất mong sẽ quay cho các bạn xem được khu này. Ở đây thì rất là đẹp và mình đang đi ăn tối. Buổi tối ở đây thì các bạn xem có rất nhiều ánh đèn. Đây, view buổi tối. Ban ngày thì có bãi biển, tắm biển. Có hồ bơi vô cực rất là đẹp. Nếu mà chúng ta ở khu khác thì chúng ta cũng có thể vào nhà hàng này để dùng bữa tối và nghỉ dưỡng được nha các bạn. Còn riêng những khách nào ở khu vực này thì cũng thường xuyên qua lại tới đây ăn. Thì buổi sáng được miễn phí ăn sáng và ở đây thì chúng ta được ăn buffet đó anh Tâm. Còn nếu mà tối nay thì gia đình mình dùng với nhau. Hiện tại mình đang được tặng miếng mì trong miếng mì trị giá 50.000. Cái này là tới 3 miếng và những ổ bánh mì rất xinh. Ở đây thì thực đơn ở đây giá mà rẻ nhất là 184.000 là những món tráng miệng. 110 nhiều quá. Đổ hết rồi. Xong cái đó luôn rồi. Không bị ướt rồi hả? Còn đây là một phần mì Ý dành cho bé Nhã Phi. Rất là xinh xắn, rất là ngon luôn và hấp dẫn luôn. Giá 150.000. Còn những món khác bình thường là tầm 300.000 trở lên. Nhưng mà để có được một view biển đẹp như thế này, một view ăn tối đẹp như thế này và mức giá này là bình thường, phải không các bạn? Và đem lại cho chúng ta tinh thần rất là thoải mái, thư giãn. Anh Tâm nghĩ sao về nơi này? Đây là một nơi sẽ anh Tâm sẽ ghi vào nơi là yêu thích. Nơi này cái view rất là đẹp, đúng chất nghỉ dưỡng mà anh Tâm yêu thích luôn. Còn đi du lịch là thích như vậy thôi. Ăn uống nghỉ ngơi không làm gì cho. Đây là ăn uống nghỉ ngơi đúng nghĩa luôn. Phía sau lưng Tâm là biển, bên này là quán ăn bờ hồ, kia là hồ bơi vô cực. Chị Minh đến đây chỉ có ăn và ngủ và nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, đọc sách. Anh Minh có thể nói cho mình cái nghỉ dưỡng đó là cái gì đó? Thật sự thì một điều đó là tại sao ở đây là một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Và các bạn biết đó, với một cái mức giá thuê phòng rẻ nhất hiện tại nay cho một phòng giường đơn đó là 5.500.000 với mùa deal giảm giá, nhưng đối với những mùa bình thường thì giá phòng là 8.000.000. Còn đối với phòng mà mình đang ở là phòng 2 giường double có ban công nhìn ra biển rất là đẹp thì trị giá của nó là 15.000.000 một đêm. Thì như vậy người ta sẽ ngại khi đi lại chơi hơn là ở đây thưởng thức và nghỉ dưỡng. Thì mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta đi du lịch nghỉ dưỡng, chúng ta có thể tới đây để mà có thể nằm, đọc sách, tắm hồ bơi, ngắm biển, suy gẫm này kia. Còn nếu mà chúng ta đi du lịch chủ yếu để tham quan cảnh đẹp hay là khu vực này kia, thì chúng ta có thể chọn một cái view đơn giản để chúng ta thường xuyên ra ngoài hơn và chúng ta không phải mất quá nhiều tiền phòng. Đây... Minh Tâm Hồng My review nhẹ về cái khu này ban đêm. Và nếu như bạn ở bên resort option hay khu phố bay hay những cái view lân cận đây đi dài trên bờ biển thì mình có thể đến đây để mà dùng bữa tối rất là lãng mạn, rất là xinh đẹp các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem qua video của mình nha. Thank you.
đơn ra đa số là thực đơn nước ngoài nên hôm nay anh Tâm cố gắng dùng thử nha. Rồi anh Tâm dùng thử đây, à cầu nguyện. Lấy đường cho mình, có đường của chỉ có. Xin chào tất cả các bạn.